nên đối với tất cả pháp môn tam ma địa cũng chẳng khởi nên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với pháp môn giải thoát không chẳng khởi nên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện cũng chẳng khởi nên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với năm loại mắt chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với sáu phép thần thông cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với 10 lực Phật chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với pháp không quên mất chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với tánh luôn luôn giả cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với trí nhất thiết chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với quả dự lưu chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với quả vị độc giác cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với tất cả hạnh Đại Bồ Tát cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với sắc chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với thọ tưởng hành thức chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn xứ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với nhi tĩ thiệt thân ý xứ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với sắc xứ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với sắc giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với thanh hương vị xúc pháp giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn thức giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn xúc chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với địa giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với thủy hỏa phong không thức giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với vô minh chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học?
Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Nên đối với Bố Thí Ba La Mật Đa chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Thế nào là nên đối với Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với Pháp không nội chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tàn mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với chân như chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với Thánh Đế Cổ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với bốn niệm trụ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với bốn tịnh lự chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với tám giải thoát chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với pháp môn giải thoát không chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với năm loại mắt chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với sáu phép thần thông chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với mười lực Phật chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với pháp không quên mất chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với tánh luôn luôn xả chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với trí nhất thiết chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với quả dự lưu chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với quả vị độc giác chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với tất cả hạnh Đại Bồ Tát chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Hết quyển thứ 360.